Tại chào tỉnh lại Pome Pinang, mời Pome Pinang bỏng căn lim chương trình truyền hình không đài phát thanh truyền hình Lai Châu và thanh phong VTV Hà, đài truyền hình Việt Nam. Pino dừng, no năng về tập tư lim le các cành, cằm phong to sốn, cánh lưng chơi nam dệt năng về mi ó, khai nỉ rú chu đôn biên phòng, pưng bàn chỉ huy quân sự trực thuộc pưng đơn vị cùng quân đội khoảng tỉnh có nhân dệt đi về tâm tén dần tấm. Ta ó phát hòm bè sợ, hôm phân dệt nho sùng chất lượng bờ kinh hở bộ đội. Non hẳn, anh ý lò mô hình, vậy on chỉ quân dân rú cổng phùng, đóng quân, ép học cánh dệt tòi. Đóng quân rú phùng xã Ca Lăng huyện Mường Tè, bón đắc trung tâm huyện, tang bày ma gia trạ, phát hòm nhắm nhớ, báu mi lại. Sương hẳn, đôn biên phòng Ca Lăng, có năm dệt đi về tấm tên phú phát hòm, tảnh mù, tảnh vết cấy, đẩy năm dệt họt từng cán bộ, chiến sĩ, khỏng đơn vị. Lăng mỏi mưa dệt về, ép học tập tư tuần trà đèn đình, cánh mỏi tơ lung bày bản na, cán bộ chiến sĩ đôn biên phòng Ca Lăng, có hôm hành làm đủ phú phát hòm, lò lăng môn sường, khỏng mỏi mưa. Chiến sĩ đôn biên phòng Ca Lăng. Nó đang về bảy chư chào quyên khóm năm đèn đình khỏng bản mương. Một khỏi cò ma đơn vị tảnh mù diệt tấm phát hòm anh ỉ lò lang môn sườn không mở khỏi lăng pưng mử diệt về nắc lưới sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi vài hở cán bộ chiến sĩ cố hành diệt dần cấp ủy chỉ huy đơn vị lưng chưa trên báo tô quảng họt cán bộ chiến sĩ năm diệt đỉ hà phong khánh thì ngành hậu cần quân đội diệt tòi khám bó lăng sòn không vũ hô bòm cắp năng về tảnh quần giỏi quản lý quần đầy đi đơn vị quân y năm diệt đi hạ năng vệ tàng tánh cánh quản lý doanh trại chính quy màn hanh chăn ngam pe sờ cai nằn té lang ngắm cánh cùng hanh diệt dần phương cán bộ chiến sĩ đôn biên phòng Ca Lăng có quy hoạch tàng tánh về bú bùng diệt dần tòi mô hình sồn phác pe sờ kho quăng rú đắc bón kiền rú cực đẩy lang đi mi phác hòm trung hong bờ kiền lanh ngai hàng mử họt khai nỉ đơn vị mã pe phèn ngô bẻ mù họt cài hỏi nưng tổ cánh biết cấy chu tàng chuông hong chiến sĩ phân hỏi trường kìn nhắm nhớ hở đơn vị hỏi phân hỏi phát hòm chuông hong phở kìn hàng mự anh ý lò phát hòm nhắm nhớ pe sờ hở cán bộ chiến sĩ việc tăng gia sản xuất là một cái nhiệm vụ rất quan trọng và để xây dựng về thông tin diệt dần phú phát hòm tảnh lên lò năng về đẩy đơn vị diệt cơ đại năng đi hôm phân sáu về tàng tánh đơn vị mà pe chu khu cùng pưng lôn pùn hậu cần đầy cướp nở quy định đơn vị cò rủ pưng tà đìn vang hở vẩy phú phát hòm tảnh linh mù ngô bẻ sương nản pưng pì cài ma đơn vị cò mi hỏi phân hỏi phát hòm pe sờ cắp chiến sĩ phân hỏi nhắm nhớ trung hong phở kìn hàng mử hàng cán bộ chiến sĩ hôm phân tên tinh bổng kìn đầy rú hàng ai pi cùng đơn vị hàng cán bộ chiến sĩ yên chờ nam diệt năng về khòng chầu rú phùng đèn đình bảy chư hỏng an ninh đèn đình khòng bản mương 2-3 nghìn đồng một đồng chí một ngày hạ phong khánh thì ngành hậu cần quân đội diệt toi khám bó lăng sòn khòng phú hộ đẩy cán bộ chiến sĩ đôn biên phòng Ca Lăng tổ chức nam diệt cượt đẩy lăng đì cai nằn mử hương nho dùng phồn kiền để rú hở cán bộ chiến sĩ hôm phân diệt mủm đi chu năng về bảy chư khóc năm đèn đìn khỏng đìn mương pom nằn cài về pu tấm phát hòm nhang lò mô hình cật đẩy lăng đì đẩy pome ép học diệt tòi hàng mử lăng chưa diệt về các cảnh lim lẹ khẩu bồi trải khăm lò nham pưng cán bộ chiến sĩ rú bộ chỉ huy biên phòng cánh pưng đôn biên phòng rú cuồng tỉnh top hôm diệt dần pú phát hòm mọi quân mọi vệ quân vào phát hòm quân bài nhà về diệt dần tấm tên phát hòm nhắm nhớ bấu rút to mi phát hòm pe sờ nho sùng bổng kiền để rú hở cán bộ chiến sĩ nhang lò mô hình vậy cho giờ pome chu chở quân cuồng phùng ép học diệt tỏi pom nằn cho giờ cán bộ chiến sĩ phân đầu gión lung chứ hót rào hơn pome tay hơn đối các phương cán bộ chiến sĩ khổng đôn biên phòng và về sủ về bu tấm phát hòm tảnh lên mù mà biết cấy
đối cấp chào tổ khỏi cánh quân cán bộ chiến sĩ cùng đơn vị lò làng môn sừng làng quân buổi diệt về ép học nam diệt năng về chính trị phừng cán bộ chiến sĩ cò đẩy phú phát hòm lốt lao nhả nhớ diệt mô hình tành linh phú bùng hợp phong me cùng phụng mà ép học diệt tỏi học tập và nói theo cùng phương pì cải mạ bộ chỉ huy biên phòng tỉnh cò pòm top hôm ổn pa tổ chức ép học tảng tánh kế hoạch năm diệt chỉ thi khổng hạ khổng bộ chính trị mà về ép học diệt tòi lăng chờ khổng chủ tịch Hồ Chí Minh cực đẩy lăng đỉ họt hỏi phân hỏi cán bộ đảng viên cánh chiến sĩ cùng tên cả đơn vị hàng pi đảng ủy bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tổ chức năm diệt ép học bưng chuyển đề tèm chề ký chào tập từ lo đinh mọi cán bộ chiến sĩ diệt năng về nưng chầu tổ năm diệt nhăn báo đỉ vậy đăng ký tập tự cấp luôn tim len nền nà cho giờ pưng tổ chức đảng đảng viên cuồng năm diệt năng viên đăng ký mọi cán bộ chiến sĩ hủ chành đẩy về ép học cánh diệt toi lăng chờ khổng chủ tịch Hồ Chí Minh mi khắc nghề nhớ luồng ta luôn phiến mẫu mà là ngắm tập tự lo linh nho sùng đông hủ trách nhiệm chuông hong quân dân chuông hong lăng áo vậy chư chầu quyên đền đình khổng bản mương no nằn hạ phong quản lý cánh bảy chư chầu quyên Hà Phong Khánh Thị Dệt Dần, Tấm Phát Hòm, có hô vân nho sùng bổng kiến đầy rú hờ cán bộ chiến sĩ, cắp lông bùn, cố hành dần tấm, chiến sĩ mặn hành. Từ thế năn, mọi đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, có lưng tảng tánh kho quăng, nằm hãy phờ, vầy, dần tấm phát hòm. Về nho sùng bổng kiến đầy rú cảo hành, cắp lông cầm, phòng tó xôn hờ cán bộ chiến sĩ lò nưng cùng phương năng về chảnh thí. Cùng gian cải mạ, té lăng ngắm về dệt cùng hành diệt dần no chơ cán bộ chiến sĩ đôn biên phòng và về rủ cỏ quy hoạch tàng tánh bón diệt dần pú bùng kho quăng tảnh linh pè sở cực đẩy lăng đỉ mi po phát hòm chuông hong bờ kiền hàng mư cai nỉ đơn vị cỏ mi cài xí văn thơ muôn đình pú phát hòm vậy tất tên phát hòm pè sở mà pè chăn đỉ đơn vị cỏ thoát ngân o diệt cài bàn nừng thơ muôn hơn mùng phải bát hùng mi nằm vào vầy gión tên pan pơ khí pha nó nản o mù không đơn vị có lương chơ mi cài hỏi nâng tổ biết cái chầm xảm hỏi tổ té về khẳng tánh mi luôn diệt dần mẫu đơn vị có há bú phát hòm đầy hỏi phân hỏi cánh giáo hốt díp phân hỏi nhắm nhớ cháy bếp cháy cấy cùng pơ kìn hai cán bộ chiến sĩ không đơn vị bàn pưng đơn vị có phay quốc ngân té hiệp thủ diệt dần âu khẩu cùng bờ kiền hàng mừ hở cán bộ chiến sĩ sòng pan mằn mỏi quân mừ nừng pom nằn lung cài về bú phát hòm tảnh mù cấy vài hở pome cuồng xá và về sù hù họt cánh ép hóc diệt tòi nhờ cố hành khản tánh năm diệt cướp đẩy lăng đỉ về diệt dần mà pe tảnh linh đôn biên phòng và về sù mừ hương nho sùng bổng kiền đề rú hàng mừ hở cán bộ chiến sĩ cai nằn hôm phân diệt mùm đi năng về chính trị bảy chư màn hăn chầu quyên đèn đìn bảy chư hỏng an ninh đèn đìn khổng bản mương đối với cả đơn vị đồn biên phòng qua vị sổ đối gặp đồn biên phòng pa về rủ về diệt dần tấm hô cánh phú phát hòm tảnh linh vầy tân tình vừa kìn đại ngài hàng mử thở cán bộ chiến sĩ no nằn đơn vị nhân diệt mô hình vài hở pome ép học diệt tòi vài hở pome cố hành diệt dần cú bùng hở thất tinh phồng kiền đầy rú bà con học hỏi để cho bà con cũng tích cực là gọi là trồng rau nằm diệt Hà Phong dần tấm phát hòm khánh thì tàng tánh bếp kiền tảnh quần giỏi quản lý quần đầy đi bưng cơ quan đơn vị cùng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh co giết đi nang về quản lý bếp kìn tê tinh cho khổ cánh tuốc nò toi tiểu chuẩn hở cán bộ chiến sĩ té pi xong băng bài zip hót khay nò bính khay cùng mỏi bơ kìn hở cho khổ bưng cơ quan đơn vị lưng chơ ao khẩu mỏi bơ kìn té pan nưng hả hoi hót sòng pan mằn mỏi quân hàng mự đẩy ao té cốt ngân diệt phát hòm năm diệt Hà Phong diệt dần tấm phát hòm pe sở ngày hậu cần quân đội diệt tòi khà bó lang sòn cò hình mi o lại tập thể ven sành sương phòng hậu cần ban chỉ huy quân sự pưng huyền phòng thổ tam đường trương quân sự tỉnh cánh lại cá nhân
cùng phân bì chăm nỉ về hậu cần tài chính khòng bàn chỉ huy quân sự huyện Tam Đường có cất đại lai lăng đi từ bắt khẩu nề nếp chính quỳ cuồng nặn về dệt dần vũ phát hòm mi tấm bờ kinh phát hòm pe sờ có đại đơn vị vùng chợ khẳng tánh nam dệt hộp phân cùng về nho sùng chất lương bờ kinh hàng bự hở bộ đội về thẳng tánh hòm hậu cần màn hanh chu khù lò nưng cùng pưng khù đi hàng pi đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đường lương chơ vùng chợ on pa pưng đơn vị cơ sở nam diệt pưng luông pùn khảo ngành hậu cần tánh ó nghị quyết truyền đề on pa về diệt dần vũ phát hòm ao an ni lò nưng cùng pưng luông pùn nhàn danh về khánh thì khổng tầng tập thể cánh cá nhân vậy nho sùng cất đại lăng đi về diệt dần vũ phát hòm đơn vị cỏ ao về diệt dần cánh về khánh thì tàng tánh bếp kìn tành quân giỏi đơn vị quản lý quân đại đi tàng tánh cánh quản lý doanh trại chính quỳ màn hanh pe sở chăn ngạm cùng phương bồi sinh hoạt tập thể năng về diệt dần phú phát hòm đầy tánh o vài hở cán bộ chiến sĩ có hôm nàng kham tàng tánh mô hình diệt dần phú phát hòm cơ đầy lăng đi sương nằm chất lương về diệt phú phát hòm đầy nho khẩn phùng kim đê rú khỏng cán bộ chiến sĩ đầy lâm lò đi hiện cái nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2000 năm diệt nghị quyết on pa năng về quốc phòng vì sóng phát bài sao mà về hậu cần đối các bản chỉ huy quân sự huyện làng chơ mi nghị quyết đơn vị có on pa chỉ bộ cánh cơ quan hậu cần tảng thánh kế hoạch năm diệt pưng luông pùn của nghị quyết vì sóng phát bài sao tàu hôm on pa pưng cơ quan diệt đi về phú bắc hòm tảnh linh chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh cái công tác tăng gia. Khẩu mỏi mưa trải khăm, làng chơ mết chơ diệt vệ, bưng cán bộ chiến sĩ, cơ quan quân sự huyện Tam Đường, cò pan ma sồn phác, diệt dởn vũ phác hòm, mỏi quân mỏi vệ, quân tát bó, cò mày khèo, quân lam đù, đòn phác, bài nhả. Họt khai bón chết dởn vũ phác hòm không cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đường, sồn phác, kho quăng cỏ đầy quy hoạch khai quảng toi luồng tập hùng cượt đầy lăng đỉ quảng cắp tàng tánh dành trải pe sở chăn ngạm cắp hà hoi thơ bún phát hòm đầy bàn pin từng đoàn phát vũ lại tàng phát lá cành gáy mi nằm hãy phờ ta pin bón ngam tà về dệt cuồng năm dệt luồng diệt dần mà pe phát hòm pì sòng phan ship cầu cơ quan quân sự huyện cò cướp đầy giảm tấn phát hòm chu tàng tết tên hỏi phân hỏi phát hòm hở đơn vị dù chu tàng trương kình lờ hàng mử không đơn vị nhưng tổ chức tảnh linh hàng ship tổ mù cánh phèn biết cái cài chết hoi tổ nhờ năm diệt đi về diệt dần cán bộ chiến sĩ cơ quan quân sự huyện cò pính khay mi po phát hòm pe sở tỉnh ản trung hòng đơn vị nhất lò cuồng nhăm ca con phát hòm nhắm nhớ khẩn ca hạ phong diệt dần vũ phát hòm cò hôm phân choi giờ đơn vị phải dòm đầy phân đầy ngân tiền, tẹt tình bổng kiền đầy rú, hở cán bộ chiến sĩ. Mi thể va, hạ phong tấm tên diệt dần vũ phát hòm, khổng bàn chỉ huy quân sự huyện Tam Đường, có hôm phân, xã về tảng tánh đơn vị, pe sở chăn ngạm, mản hanh chu khù. Hôm phân, vài hở chủ mũ vũ tràng huyện, diệt mùm đi năng về quân sự quốc phong, rú địa phương. Cáp năng về diệt chảnh thí, về tài tinh hỏng hậu cần, làm lò bồng kín đầy rú, hở bưng chủng mũ quân sự rú cuồng tỉnh, cò cất đẩy lại lang đi. Bồng kín đầy rú khổng cán bộ chiến sĩ chủng mũ vũ trang tỉnh, lưng đẩy nho sùng, choi giờ bộ đội yên chờ kín rú diệt vệ, tảng tánh đơn vị màn hanh, hôm phân năm diệt đi năng về chính chi khổng đơn vị, chuồng hòng lang áo năng về khổng chủng mũ vũ trang cuồng tỉnh, cuồng gian cải mạng.